Nếu chăm hoạt động trên mạng xã hội và cụ thể hơn là trên Facebook thì hẳn mọi người đã biết về những lùm xùm và drama trong suốt tháng 7. Từ những ngày đầu tháng, ta đã thấy một bộ phận không nhỏ những người theo chủ nghĩa xô vanh cực lực phản đối và lên án phim Barbie vì họ cho rằng trong phim có chứa đường lưỡi bò. Sau đó, họ lại tiếp tục lên án cộng đồng fan của nhóm nhạc Blackpink vì công ty nhận tổ chức sự kiện cho nhóm nhạc này là IME bị cáo buộc là ủng hộ đường lưỡi bò. Chưa dừng lại ở đó, ta thấy họ cuồng loạn thế nào trong sự kiện Ready Place ở trên Reddit, khiến cho cộng đồng Reddit phải lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Đương nhiên, kẻ khai mào, kẻ bắn phát súng đầu tiên của chuỗi tấu hài này, không ai khác chính là Tifosi. Tuy nhiên, Tifosi chỉ đóng vai trò làm loa phóng thanh, còn kẻ thù thực sự chính là chủ nghĩa xô vanh. Tất cả những việc này, kính thưa quý vị, là một bi kịch của trí tuệ. Trí tuệ của họ đã hoàn toàn bị cơn cuồng loạn thú tính của cảm xúc chi phối. Có thể nói đây sẽ là phần kế tiếp của video Tifosi, sự độc hại của chủ nghĩa dân tộc cực đoan cùng tác giả Tuấn Trần ST22. Video này mang tên Chuyện cười tháng 7, Tifosi, Barbie, Blackpink, Đường lưỡi bò và Our Place, được đăng tải trên website Spider Room. Trước khi bắt đầu, có một lưu ý nhỏ rằng đội ngũ của Spider Room đã chỉnh sửa đôi chút về câu từ của bài viết gốc để phù hợp hơn với dạng video. Còn lại, mọi luận điểm và luận cứ đều được chúng mình giữ nguyên để tôn trọng tác giả. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Nhập đề, những kiến thức cần biết. Phần này dành cho những khán giả mới lần đầu biết đến các bài viết của tôi và vẫn còn nhập nhằng yêu nước là gì. Nếu quý độc giả đã biết về những khái niệm triết học và sử học liên quan, tôi vẫn hy vọng quý vị sẽ đọc phần này vì tôi có mở rộng thêm một số vấn đề so với các bài viết trước. Thứ nhất, cần hiểu rõ rằng chủ nghĩa yêu nước, patriotism, và chủ nghĩa dân tộc, nationalism là hai khái niệm phân biệt. Chủ nghĩa dân tộc, nationalism, là một quan niệm và một phong trào cho rằng dân tộc nên đồng nhất với nhà nước. Trong cách mạng Pháp, chủ nghĩa dân tộc đặt dân tộc, những người dân là hiện thân của đất nước, đưa ra khái niệm quốc gia dân tộc, trái ngược với tầm nhìn của chế độ cũ khi vua Pháp là hiện thân của đất nước. Khi đó, chủ nghĩa dân tộc là cánh tả, nó đi kèm với khái niệm quốc tịch, quyền công dân, quyền tự quyết dân tộc, các giá trị tự do dân chủ. Johann Gottfried von Herder là một người được cho là theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ Đức, hay được xem là một trong những người định nghĩa sớm nhất về chủ nghĩa dân tộc. Khi ông cho rằng vua cũng như nông dân đều thuộc về một giai cấp là Volk, mọi người, nhằm bác bỏ lý thuyết giai cấp của những người cộng sản và đề cao văn hóa dân tộc, bác bỏ lý thuyết khế ước xã hội của chủ nghĩa tự do. Trong khi đó, chủ nghĩa yêu nước, patriotism, là cảm xúc, tình cảm, tinh thần yêu thương, tích cực về quê hương, đất nước hay cội nguồn của một cá nhân hay tập thể. Trong đó, quê hương có thể là một vùng, một thành phố. Nhưng thông thường thì khái niệm này thường gắn với cả khái niệm quốc gia. Nó gồm những quan điểm như là tự hào về thành tựu văn hóa của quê hương, mong muốn được cống hiến hết mình cho quê hương đất nước. Hiện nay, nhiều người vẫn còn nhập nhằng giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc. Vì thế, chúng hay được dùng như là những từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, nếu xét cặn kẽ thì chủ nghĩa dân tộc liên quan tới các học thuyết và phong trào chính trị hơn, trong khi chủ nghĩa yêu nước liên quan tới tình cảm nhiều hơn. Chủ nghĩa yêu nước giúp cho con người cảm thấy yêu mến, tự hào, có các trách nhiệm với cả quốc gia dân tộc. Một lòng yêu nước thái quá và cực đoan trong việc bảo vệ một dân tộc được gọi là chủ nghĩa xô vanh. Thứ hai, trong suốt lịch sử từ cổ đại đến cận đại, các quốc gia vùng văn hóa Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên và Việt Nam không hề có khái niệm dân tộc. Về nguồn gốc của khái niệm dân tộc, theo các nghiên cứu của Trung Quốc, trong tiếng Hán cổ không có từ dân tộc. Từ này trên thực tế được du nhập từ Nhật Bản. Khi Nhật Bản bắt đầu dịch hàng loạt các thuật ngữ của nước ngoài giữa thời Duy Tân Minh Trị, các cụm từ như là triết học, cộng sản, dân chủ đều là cách dịch và chuyển ngữ của người Nhật. Rất nhiều khái niệm mới, phần lớn khái niệm trừu tượng liên quan đến khoa học và triết học được người Nhật dịch ra chữ Hán, qua đó phát huy được tác dụng biểu ý vốn có của chữ Hán. Giới học giả Nhật Bản đã chuyển ngữ sang chữ Hán một cách rất hiệu quả những từ ngữ phương Tây, thể hiện các khái niệm mới mà người châu Á chưa từng biết, chủ yếu là về y học, khoa học kỹ thuật, toán học, triết học, khoa học xã hội và nhân văn. Những từ như vậy được gọi là Washeikengo, tức là hòa chế Hán ngữ, chỉ từ ngữ Hán mà người Nhật Bản tạo ra. Washeikengo dùng để chỉ những từ trong tiếng Nhật bao gồm các hình thái của tiếng Trung Quốc, nhưng được phát minh ở Nhật Bản chứ không phải là được mượn từ Trung Quốc. Giới học giả Nhật Bản chủ yếu dùng hai cách sau để dịch các thuật ngữ từ phương Tây. Đầu tiên là gán thêm các hàm nghĩa mới vào những từ đã có sẵn trong Hán ngữ, dần dần làm các từ đó mất đi ý nghĩa cũ. Ví dụ, Nhật dùng xã hội dịch cho từ society. Trong Hán cổ, xã hội tức là nói về việc tụ tập cung tế vào mùa thu.
Nhật cũng dùng từ dân chủ trong từ ngữ thứ dân chi chủ tể để dịch khái niệm democracy hoàn toàn ngược lại. Thứ hai là sáng tạo từ ngữ từ chữ Hán hoàn toàn mới. Đây là cách mà người Nhật dùng nhiều nhất. Khi từ ngữ phương Tây không có khái niệm tương ứng ở trong Hán ngữ, người Nhật bèn tự đặt ra từ ngữ Hán mới. Ví dụ nổi tiếng nhất là từ điện thoại, đã thay cho từ telephone, vốn là phiên âm của từ telephone. Có thể thấy người Nhật có xu hướng ưa dùng từ kép, song tự từ gồm hai chữ, có ưu điểm là ngắn gọn, dễ nhớ, ví dụ như là nhân dân, phục vụ, chính phủ, cán bộ. Thực ra, khi tiếp xúc với các nguyên tắc của phương Tây, người Trung Quốc cũng đã dùng tư duy của mình để sáng tạo một số khái niệm, điển hình như là nghiêm phục, ví dụ economy, người Nhật dịch là kinh tế, nghiêm phục dịch là kế học, evolution, người Nhật dịch là tiến hóa, ông dịch là thiên diễn, philosophy, người Nhật dịch là triết học, ông dịch là lý học, capital, người Nhật dịch là tư bản, ông dịch là mẫu tài, nghiêm phục từ chối dùng từ xã hội, người Nhật dịch từ society, mà ông dịch là quần, xã hội học là quần học. Người Trung Quốc cho rằng cách dịch nói trên của nghiêm phục là chưa hợp lý và đến giờ họ vẫn dùng các thuật ngữ được vay mượn từ Nhật Bản và ngay cả Việt Nam cũng thế. Năm 1899, Lương Khải Siêu là người Trung Quốc đầu tiên đã sử dụng từ dân tộc trong bài viết của mình. Năm 1905, Tôn Trung Sơn bắt đầu nói về dân tộc. Từ đó người Trung Quốc mới dần dần làm quen với khái niệm này. Theo các tác giả cuốn Tân Thư, từ dân tộc có thể được các nhà đông du Việt Nam như là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam. Thứ ba, chủ nghĩa dân tộc đã hoàn thành vai trò lịch sử của nó. Nhà dân tộc học người Mỹ Louis Sinder đã cho rằng chủ nghĩa dân tộc là trào lưu chính trị bắt nguồn từ cách mạng tư sản Pháp và nửa sau của thế kỷ 18. Sau cách mạng Anh-Pháp và cuộc chiến giành độc lập ở 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ, các quốc gia dân tộc National State lần lượt ra đời ở khu vực này. Thân quyền của giáo hội và vương quyền phong kiến được thay thế bằng chủ quyền nhân dân theo khuôn khổ của pháp quyền tư sản. Từ đó, sản sinh ra tư tưởng tôn sùng dân tộc của mình và quốc gia dân tộc mình. Vì vậy, nhà dân tộc học George Gotch đã từng nói rằng chủ nghĩa dân tộc là con đẻ của cách mạng Pháp. Chủ nghĩa dân tộc tư sản còn đi đến chỗ bành trướng và xâm lược khắp nơi trên thế giới. Giai cấp tư sản nắm quyền thống trị ở Tây Âu lúc ấy cho rằng họ có quyền mở rộng quyền thống trị của mình để khai thác hóa các dân tộc khác. Đối mặt với cuộc xâm lược của chủ nghĩa dân tộc tư sản Tây Âu, người dân các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin đã anh dũng đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc. Phong trào giải phóng dân tộc vì vậy đã phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ thứ 20. Từ sau chiến tranh lạnh cho đến nay, hiện tượng chủ nghĩa dân tộc nổi lên gắn liền với cả xu hướng phục hồi của tôn giáo và tư tưởng bài ngoại. Bên cạnh đó, các thế lực chủ nghĩa ly khai dân tộc cũng ngày càng lớn mạnh ở mức độ khác nhau, hình thành nên các thế lực chính trị và lực lượng quân sự thông qua các cơ chế dân chủ phương Tây, hoạt động khủng bố thông qua bạo lực nhằm mở rộng các chủ nghĩa ly khai, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước độc lập. Tất cả các nhân tố đó kết hợp với nhau đang tạo nên một cục diện phức tạp và không ổn định không chỉ trong nội bộ nhiều nước mà còn đe dọa nghiêm trọng đến nền an ninh và ổn định thế giới. Là một nhà sử học và nhà lý luận học Marxist vĩ đại đương thời, giáo sư Eric Hobsbawm đã nhìn thấy được những gì được gọi là truyền thông, phong tục tập quán trong quốc gia thực ra là được con người tạo ra, invented tradition, trong quá trình vận động xây dựng ý thức dân tộc. Ông cho rằng lịch sử chuyển vận do một động lực phát triển liên kết các cơ sở hạ tầng về con người và phương tiện sản xuất lẫn thượng tầng kiến trúc của chính trị, văn hóa và nghệ thuật. Lối lập luận của Hobsbawm đã đưa đến kết luận rằng những nơi mà dân tộc chỉ là chương trình chính trị thiếu biến chuyển trước đó từ cơ sở hạ tầng hay còn được gọi là dân tộc trong ngoặc kép thì theo đà quay của lịch sử sẽ tan rã như trường hợp của Liên Xô. Như vậy, theo Hobsbawm, chủ nghĩa dân tộc từng là động lực phát triển sau cuộc cách mạng Pháp nhưng hiện không còn vai trò là quy luật của lịch sử nữa. Tuy thời điểm hình thành của dân tộc Việt Nam mà từ năm 1945 nằm đúng trong khoảng thời gian mà Hobsbawm cho là cao trào của chủ nghĩa dân tộc từ năm 1918 đến năm 1950. Nhưng ông dứt khoát, Việt Nam cùng một số nước khác như là Trung Quốc và Triều Tiên vào nhóm chỉ giải phóng, còn dân tộc là khẩu hiệu mượn từ hệ tư tưởng của phương Tây. Trong lúc Việt Nam thường tuyên truyền về thắng lợi của mình là lá cờ đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, Hobsbawm cho rằng phong trào này chỉ có thể dùng chữ dân tộc trong ngoặc kép mà thôi. Thứ tư, lý tưởng của chủ nghĩa yêu nước vốn không có gì sai, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa xô vanh thì có. Chủ nghĩa xô vanh là chủ nghĩa dân tộc cực đoan dựa trên hệ tư tưởng tuyệt đối hóa các giá trị của cộng đồng, dân tộc mình, xem bản sắc của dân tộc mình là ưu việt đến mức tự phụ và bài ngoại, thậm chí là xem thường và xâm hại đến các dân tộc khác. Về mặt từ ngữ, xô vanh xuất phát từ tên của một chỉ huy người Pháp, Nicolas Chauvin, trong cuộc chiến tranh Napoleon từ những năm đầu của thế kỷ thứ 18.
Sauvagne là một chiến binh trung thành đến mức sung kính vị hoàng đế nước Pháp, sẵn sàng cống hiến cho quân đội và lý tưởng bành trướng của Napoleon đến những phút giây cuối cùng khi các trận chiến chìm và thất bại. Chủ nghĩa Sauvagne từ đó mang ngụ ý ám chỉ những niềm tin mù quáng và tính chính nghĩa của một cộng đồng nhất định, cho rằng cộng đồng dân tộc của mình phải có vị trí thượng đẳng và vượt trội hơn so với tất thảy các dân tộc còn lại. Ở một góc độ khác, có thể nhìn nhận tư tưởng Sauvagne như là một biểu hiện của chủ nghĩa vị chủng văn hóa, theo hướng đề cao các giá trị của dân tộc mình. Một nhóm người hay là một dân tộc thể hiện chủ nghĩa vị chủng văn hóa khi họ lấy tiêu chuẩn của văn hóa của mình làm thước đo để đánh giá các biểu hiện văn hóa khác, thường là theo hướng tiêu cực, khinh rẻ và không dung nạp các giá trị ngoại lai. Chủ nghĩa Sauvagne có xu hướng tư tưởng tuyệt đối hóa giá trị dân tộc mình, đặt dân tộc mình ở vị trí cao nhất trong toàn bộ hệ thống giá trị, đi đến chỗ khoa trương, bài ngoại, tự phụ, coi dân tộc mình cao hơn tất thảy và gây thiệt hại cho dân tộc khác. Họ đã giữ vai trò ảnh hưởng chính hay nguyên nhân của chiến tranh, cụ thể nhất là đệ nhất thế chiến từ năm 1914 đến năm 1918 và đệ nhị thế chiến từ năm 1939 đến năm 1945. Tất cả đều liên quan đến những tư tưởng dân tộc của chủ nghĩa cực đoan. Một đặc trưng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan là tính hiếu chiến. Nó thúc đẩy các dân tộc tự xem mình là thượng đẳng, từ đó thực hiện các hành vi phô trương sức mạnh để bảo vệ vị thế của mình. Tiếp cận từ lý thuyết của chủ nghĩa Sauvagne, trong đệ nhất thế chiến, vì các nhà lãnh đạo Nga đã đặt đất nước của mình ở một vị thế chính nghĩa và tốt đẹp về mặt đạo đức, họ cần thiết phải can thiệp ngay vào một hành vi điên cuồng của đối thủ để bảo vệ lấy uy tín và hình ảnh của mình. Sức mạnh từ sự tự tôn của dân tộc Nga, đó chính là nỗi sợ hãi bị sỉ nhục nếu như họ cho phép nước Đức và Áo tiêu diệt Serbia, quốc gia nhỏ bé được Nga bảo trợ, và mức độ dữ dội trong cơn thịnh nộ của người Nga. Về phía Đức, Hoàng đế Wilhelm Đệ Nhị vào năm 1914 đã tuyên bố rằng Chúa tạo ra chúng ta để văn minh hóa thế giới, thống khổ và chết chóc cho tất cả những ai kháng cự lại ý chí của tôi. Dân tộc Đức vốn đã tự gán cho mình một sứ mệnh lịch sử là phải đi truyền bá chất Đức, giá trị tiến bộ nhất trong các sự tiến bộ, là đích đến định mệnh cho nền văn minh nhân loại. Nhà văn học người Đức Damel đã từng tham gia chiến trường năm 1914 đã viết rằng: người Đức chúng ta nhân đạo hơn tất thảy các quốc gia khác, chúng ta có dòng máu tốt hơn và giống nòi tốt hơn, nhiều linh hồn, nhiều trái tim và nhiều trí tưởng tượng hơn. Một dân tộc siêu việt với sứ mệnh soi sáng cả thế giới như thế, quả thật không thể ra mặt bảo vệ cho đế quốc Áo Hung, người đồng minh duy nhất của mình. Các hành động quân sự trên lập trường chính trị đó của Đức, Nga và một số dân tộc khác đã làm nổ ra một cuộc xung đột liên quan đến 32 quốc gia trên 6 châu lục, hơn 18 triệu người đã chết, 60 triệu người bị thương và thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị thế giới. Ngoài mặt trận quân sự, tư tưởng Sauvagne còn biểu hiện ở các học thuyết, các chính sách đối ngoại của các nước lớn. Tuy có vẻ bình lặng hơn, nhưng nó vẫn có khả năng tạo ra các tác động tiêu cực. Thuyết vận mệnh hiển nhiên, Manifest Destiny năm 1840 của Mỹ cho rằng việc dân tộc này mở rộng lãnh thổ và chinh phục các vùng đất khác ở châu Mỹ là điều hiển nhiên, tất yếu và định mệnh. Chủ nghĩa biệt lệ Mỹ tin rằng dân tộc mình giữ vị thế xuất chúng hơn so với phần còn lại của thế giới. Người Mỹ được Thượng Đế ban giao cho sứ mệnh định hình thế giới bằng các giá trị của Mỹ và khuôn mẫu dân chủ tiến bộ của mình. Trên trường quốc tế hiện nay, chính sách ngoại giao chiến lang của Trung Quốc phần nào phản ánh các biểu hiện Sauvagne khi các nhà lãnh đạo của nước này ngày càng trở nên nhạy cảm trước những động thái chính trị, sẵn sàng áp dụng các biện pháp cưỡng ép kinh tế khi các nước khác dám thách thức họ. Theo lý thuyết của Benedict Anderson, dân tộc chỉ là những cộng đồng tưởng tượng, nơi mà sự gắn kết về giới hạn lẫn chủ quyền chỉ là vấn đề giữa sự nhìn nhận của các cá nhân, cho rằng mình thuộc về cộng đồng đó, không phân biệt thực tế bất bình đẳng hay là sự bóc lột có thể chiếm ưu thế trong mỗi quốc gia. Dân tộc luôn được quan niệm như là tình đồng chí bình đẳng và sâu sắc. Từ đó mà những sai lầm về tư tưởng, việc đánh giá sai tiềm năng của quốc gia, dân tộc, cộng đồng mình dẫn đến các biểu hiện Sauvagne là một điều nguy hiểm cho sự phát triển của chính cộng đồng mình cũng như là các dân tộc khác. Lịch sử đã chứng minh rằng dòng thác tâm lý Sauvagne là đối tượng tiềm năng cho các cá nhân có dã tâm lợi dụng, tệ hại nhất là khi tự đẩy quốc gia mình đi đến sụp đổ. Phong trào Sauvagne, giá trị Sauvagne không phải là một phương thuốc cho niềm tự hào dân tộc. Nó là kẻ đã gây ra chiến tranh trong lịch sử và đang ngăn cản quá trình toàn cầu hóa, sự hội nhập tiến bộ của con người. Thứ năm, không có cơ sở đạo đức cho chủ nghĩa Sauvagne. Có một câu nói mà những người theo chủ nghĩa Sauvagne hay nói đi nói lại rằng: đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Nhiều người thường dẫn câu này kèm theo người phát ngôn là cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Nhưng có lẽ câu này là của thầy ông Kennedy. Thật vậy, người viết tiểu sử Kennedy cho rằng câu nói nổi tiếng "Ask not" là câu nói mà thầy giáo trung học ông hay nói, chứ không phải là Kennedy là người đầu tiên nói câu đó. Chớ trêu thay một điều là nhiều người, trong đó có cả quan chức, rất thích lấy câu nói đó ra để phản bác lại bất cứ ai đang phản biện, phê phán, phê bình chính quyền. Họ hay hỏi,
anh đã làm gì cho Tổ quốc chưa, mà đòi hỏi Tổ quốc phải làm gì cho anh. Và đó là cách đánh đồng giữa Tổ quốc và thể chế. Bản thân câu nói này mắc phải lỗi ngụy biện dùng từ không rõ ràng. Người mắc lỗi này dùng một từ nhưng với nghĩa khác nhau ở hai mệnh đề. Đây là một cách nói lập lờ phổ biến của người ngụy biện. Sự lập lờ ở đây chính là đánh tráo khái niệm Tổ quốc và thể chế. Tổ quốc ở đây bao gồm ý niệm về địa lý, hay dân tộc, hay đất nước, hay dịch vụ nhà nước. Không có ai hỏi Tổ quốc phải làm gì cho mình, vì Tổ quốc là ý niệm tinh thần và trừu tượng. Như quý khán giả có thể thấy ở đây, đây là một bài viết của Tifosi liên quan đến phản đối phim Barbie, vì cho rằng trong phim có chứa đường lưỡi bò. Dành cho những khán giả nào chưa biết gì về Tifosi, đây là một trang mạng kiếm tương tác bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Gần như mọi thành phần đáng sợ nhất của xã hội đương đại đều có ở trang này. Công kích phụ nữ, bài trừ nữ quyền, phân biệt giới tính, chống LGBT cực đoan, thói gia trưởng, ngụy biện, nhị nguyên, red pill, đẳng cấp loài, thượng đẳng, dắt mũi, sô vanh, nhiều lắm. Nếu quý khán giả lần đầu mới nghe thấy trang Tifosi này thì là chặn cho lành. Tốt hơn hết là quý vị đừng có dây dưa với cả những người như thế này. Tôi xin phép khái lược phong trào yêu nước online ở Việt Nam. Phong trào yêu nước cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ trên bàn phím máy tính. Các diễn đàn, các trang mạng xã hội, các trang cá nhân, đâu đâu cũng thấy sự căm phẫn và hận thù. Cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ các trang mạng xã hội Facebook. Những tuyên bố hùng hồn, những lời lẽ đanh thép đủ để in vào sách. Tôi gọi phong trào này là yêu nước online. Tifosi cùng với các hội nhóm như là Comcom và ARA, tức là Học viện Phòng chống Phản động, là những ngọn cờ đầu trong phong trào yêu nước online này, chuyên chăn dắt và ngu hóa những người theo dõi mà đa phần là thiếu hiểu biết, hoang tưởng, kém ngoại ngữ và dễ cả tin. Dễ thấy nhất của phong trào này là đồng nhất lòng yêu nước với một thực thể hoặc là một khái niệm nào đó như là bóng đá, tập đoàn, việc ủng hộ sử dụng hàng Việt Nam hoặc thậm chí là việc ủng hộ một quốc gia nào đó. Tiêu biểu nhất là đợt biểu tình chống Trung Quốc trước đây, khi những người biểu tình quá khích và đập phá các nhà máy của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc vì tưởng những nhà máy đó là của Trung Quốc. Rốt cuộc, nhà nước phải bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại, mà ngân sách của nhà nước là từ thuế của người dân mà có. Nói những người này yêu nước cũng chẳng phải. Đúng nhất là bởi vì họ bị dắt mũi vì dân trí thấp, không biết phản biện và bản chất cực đoan trong người. Và cũng chẳng trách Việt Nam là một trong 5 nước văn minh kém nhất ở trên Internet. Theo khảo sát được công bố của Microsoft, Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia có chỉ số mức độ văn minh thấp nhất trên không gian mạng. Việt Nam đứng thứ 5 sau Nga, Colombia, Peru và Nam Phi về mức độ kém văn minh nhất trên Internet. Năm 2019, Việt Nam tăng 7 điểm ứng xử kém văn minh so với năm 2018. Các rủi ro phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam bao gồm liên lạc không mong muốn 49%, tin lừa đảo 39%, tin nhắn gợi dục không mong muốn 41%, quấy rối tình dục 30%, gạ gẫm gợi dục 29%. Chủ đề mà người Việt hành xử thiếu văn minh nhất trên không gian mạng bao gồm các mối quan hệ tình cảm 48%, giới tính 48%, ngoại hình 35%, chủng tộc 23% và quan điểm chính trị là 23%. Đáng chú ý, người tham gia khảo sát đều cho biết rằng họ gặp những hành vi thiếu văn minh trên không gian mạng ngày càng nhiều hơn trong khoảng thời gian gần đây. Cụ thể là 70% người được khảo sát cho biết rằng họ đã gặp phải một trong 21 hành xử không đúng mực trong vòng một tháng gần đây. 97% thừa nhận rằng họ đã bị tổn thương từ những hành xử đó ở trên không gian mạng và 83% lo lắng rằng họ sẽ gặp phải những hành vi tương tự một lần nữa. Sự quá khích cực đoan của lực lượng yêu nước online Việt Nam có thể được so sánh với cả hồng vệ binh của Trung Quốc trong cách mạng văn hóa. Trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thập niên 1960, lực lượng này được coi là xung kích trong việc đấu tranh phá bỏ những tập tục hủ lậu trong xã hội. Nhưng dần dần lực lượng này đã trở nên quá khích, họ sử dụng bạo lực để tra tấn, phá hoại và cướp đoạt tài sản, nhà cửa, bức tử, giết hại những cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh và những người dân bị họ cho là thiếu tin tưởng hoặc là bất đồng chính kiến với cả Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nạn nhân của các hồng vệ binh bao gồm các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, hồng vệ binh đã gây hỗn loạn cho xã hội Trung Quốc, đình đốn sản xuất, hàng trăm ngàn đảng viên bị thanh trừng, nhiều bậc lão thành cách mạng, danh nhân văn hóa bị tra tấn, sỉ nhục, phải chết tức tươi. Trong chiến dịch bốn dọn dẹp và tiêu diệt bốn cái cũ, nhiều danh thắng và giá trị văn hóa truyền thống của Trung Hoa bị lực lượng này phá hủy. Đến khi cách mạng văn hóa kết thúc vào đầu thập niên 1970, lực lượng này bị giải tán. Trở lại với bài viết trên của Tifosi, ta có thể thấy một số vấn đề sau đây. Trước tiên, đây là một bản đồ giả tưởng trong thế giới của phim và thậm chí nó còn không biểu diễn đúng các bản đồ của châu lục ở ngoài đời thật. Tuy nhiên, tôi biết rằng chỉ giải thích ngắn gọn như thế là không ăn thua với cả những người xô vanh. Do đó, chúng ta hãy chuyển sang vấn đề thứ hai.
Thứ hai, bây giờ tôi đang cố tự đánh lừa bản thân để hiểu lý luận của những người xô vanh kia. Tuy nhiên, nó lại xuất hiện một vấn đề lớn khác. Cái được gọi là đường lưỡi bò kia nằm ở tận Greenland cơ mà. Greenland là ở Bắc Mỹ, chứ chẳng phải là ở châu Á. Đây là tri thức cơ bản về môn địa lý mà tôi nghĩ rằng đa số buộc phải biết. Xin hỏi, Việt Nam và Trung Quốc nằm ở châu lục nào? Thứ ba, rất nhiều người xô vanh vẫn còn cố chấp mà chày cối cãi là đường đứt đoạn kia chính là đường lưỡi bò. Đến đây ta lại có một vấn đề lớn khác. Về mặt ý nghĩa thị giác, đường đứt đoạn dùng để diễn tả các trạng thái tạm thời hoặc là trạng thái chuyển tiếp. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa diễn tả những thứ mập mờ và không có thực. Trong môn quang học, đường đứt đoạn dùng để biểu diễn ảnh ảo và đường kéo dài của tia sáng. Trong môn hình học không gian, đường đứt đoạn dùng để biểu diễn phần cạnh khuất. Tuy nhiên, chúng ta đang bàn đến phạm trù địa lý, liệt kê phần sử dụng của các bộ môn khác vậy có sao không? Không, tôi liệt kê để họ biết rằng, không chỉ có mỗi Trung Quốc biết dùng đường đứt đoạn, bây giờ trong môn địa lý, mà chủ yếu là môn bản đồ học đã dùng những đường đứt đoạn từ rất lâu. Và nó chẳng mang ý nghĩa chính trị gì hết, chỉ đơn giản là biểu thị đường hải trình mà thôi. Nhìn từ bản đồ trên, nếu nói như họ thì chẳng lẽ tất thảy đều là biển của Trung Quốc à? Ta rất dễ để nhận ra rằng bản đồ của Barbie có mục đích biểu diễn đường hải trình tương tự như là tôi đã nói. Và ngay cả chính hãng Warner Bros. Cũng đã tuyên bố tấm bản đồ trong Barbie Land là một bức vẽ bằng bút sáp màu dị dạng và y như do trẻ con vẽ. Những đường nét nguệch ngoạc như thế kia thể hiện hướng đi tưởng tượng của Barbie. Khi đi từ Barbie Land sang thế giới thực, nó không có chủ ý đưa ra bất kỳ loại tuyên bố nào cả. Đương nhiên, không phải là ai cũng có thể đọc thành thạo ngoại ngữ để có thể hiểu hết đoạn trên bằng tiếng Anh gốc. Đã có trường hợp đoạn văn trên được đưa vào Google Dịch rồi bị cố tình hiểu sai. Ví dụ như sau. Thật ra thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi mà một số trang lá cải và tin nhảm kiểu trên đưa tin về vấn đề này nhằm làm dậy sóng dư luận. Quý độc giả hẳn cũng đã thấy rõ được rằng trang BitVN này đã cố ý viết sai tên của hãng phim Warner Bros. Và cố ý cắt đi một đoạn rất ngắn trong phần đầy đủ mà tôi đã trích ở bên trên. Đây chính xác là ngụy biện cắt xén thông tin ngoài ngữ cảnh. Hành động của trang báo lá cải này rất dễ hiểu là để châm biếm và kích động dư luận. Nhiều người Việt Nam kém ngoại ngữ và cũng không có thói quen kiểm chứng thông tin. Đặc điểm đáng chú ý của những kẻ như thế này là khi hết lý lẽ, là diễn ngôn gửi tâm thư lên Liên Hợp Quốc đi, hay là gửi tâm thư lên cục đi, chắc là họ sẽ lắng nghe đấy. Điều này khiến họ như là bị biến thành những con gia súc dễ bị chăn dắt như trong tác phẩm Trại Súc Vật của George Orwell. Vì thế, họ không tài nào có được một tư duy logic và tư duy phản biện, càng không có được sự tử tế và nhân tính của một con người. Tiếp theo, Hội đồng Kiểm duyệt đã đưa ra thông báo chính thức liên quan đến phim Barbie như sau. Trước thực tế đó, phóng viên báo điện tử Việt Nam Plus đã liên hệ với cả tiến sĩ Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định và Phân loại Phim Quốc gia. Sau đây là Hội đồng Duyệt Phim Quốc gia để làm rõ. Ông Hiệp khẳng định hai nội dung. Thứ nhất, hình ảnh bản đồ này xuất hiện nhiều lần trong phim, trong nhiều cảnh khác nhau, chứ không riêng cảnh đang được lan truyền. Thứ hai là bản đồ trông không rõ ràng, khi soi ra dễ gây suy diễn và vi phạm này là rất rõ ràng rồi. Để độc giả có thể hình dung cụ thể, phóng viên Việt Nam Plus so sánh vi phạm này với hình ảnh đường lưỡi bò rõ nét trong Thợ Săn Cổ Vật Uncharted. Phim Mỹ có Tom Holland đóng đã bị cấm ở Việt Nam trước đó trong tháng 3 năm 2022. Ông Hiệp cho biết rằng vi phạm trong phim Barbie cũng rõ ràng nhưng là kiểu vi phạm tinh vi hơn. Ngay sau đó, những người xô vanh chủ nghĩa vẫn chay gối được bởi vì với lòng tự ái cao ngút trời, họ cho rằng họ có thể đè bẹp đối phương bằng mớ ngụy luận của mình. Họ lôi cục điện ảnh vào, cho rằng nếu cục cấm thì nó chứa đường lưỡi bò thật và giỏi quá thì lên làm tiến sĩ rồi vào cục xem. Rõ ràng là họ đang dùng ngụy luận đậm chất nhị nguyên và thêm cả ngụy biện lợi dụng thẩm quyền ở đây. Lấy cơ sở gì ra để minh chứng cái mệnh đề nếu thì kia là đúng? Và liệu họ có chắc chắn hoàn toàn rằng cục không bao giờ sai hay là chưa? Nói như họ, có lẽ bây giờ ta đi phát ngôn là nếu chính phủ không chống lại tham nhũng thì tức là không có tham nhũng. Những người xô vanh dùng ngụy biện lợi dụng thẩm quyền còn đáng thương hơn. Ngụy biện lợi dụng thẩm quyền là loại ngụy biện dùng những nhân vật nổi tiếng có thẩm quyền cao như có học vị, học hàm, giải thưởng danh giá hay được nhiều người ái mộ để tìm sự ủng hộ cho luận điểm của mình. Vấn đề của loại ngụy biện này cũng như cơ thiếu hoàng thuở xưa, hoặc là một khi họ gặp những người có thẩm quyền cao hơn thì họ nín họng, hoặc như là bà tiến sĩ địa lý chém gió về khoa học giáo dục rồi bị bóc mẽ, không có đủ thẩm quyền để phát ngôn về vấn đề đang bàn. Đến đây, nếu những người xô vanh và chụp mũ tôi là tự nhục vì quá đuối lý, thì xin thưa, trong lịch sử triết học thế giới, cũng như trong từ điển tâm lý học, chưa từng tồn tại thứ gì được gọi là chủ nghĩa tự nhục. Trong một bài viết trước mang tên Hoang tưởng, tư duy nước đôi và bi kịch của một nền triết học đã chết, tôi có viết rằng dân tộc tính xô vanh hoang tưởng của người Việt xảy ra vì bối cảnh khách quan, mà ở đó Việt Nam luôn là đối tượng bị xâm lược và nô dịch trong suốt chiều dài lịch sử.
Sự nguy hiểm của chủ nghĩa xô vanh được thể hiện qua sự thượng đẳng dân tộc, ngạo nghễ với quốc tế và sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị của Việt Nam suốt những năm qua. Cũng như tôi đã nói rất nhiều lần trước đây, tôi tôn trọng quyền tự do và quyền riêng tư của cá nhân mỗi người, nhưng không có nghĩa là tôi không thể lên tiếng phản bác nếu quý vị có những hành động cực đoan. Tôi không có vấn đề gì nếu như quý vị là một người yêu nước hoặc là muốn thể hiện sự tự hào bằng cách đồng nhất căn tính cá nhân và quốc gia. Nhưng sẽ thật là phản tri thức nếu như tôi lại làm ngơ trước sự quá quắt và nguy hiểm của chủ nghĩa xô vanh. Bất cứ ai ắt hẳn đều trải qua những cảm xúc khủng hoảng căn tính, bản ngã hoặc nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân. Theo lý thuyết tâm lý học cá nhân của nhà tâm thần học Alfred Adler, phức cảm thượng đẳng hay còn được dịch là phức cảm vượt trội là ý nghĩ phóng đại của một người về khả năng và thành tích cá nhân xuất phát từ sự tự ti quá lớn. Một người có phức cảm thượng đẳng, châm biếm thay, lại che giấu sự tự ti bằng sự thượng đẳng nhằm tỏ ra bản thân vượt trội hơn người khác. Theo Adler, mỗi con người đều sẽ cảm thấy tự ti vào một thời điểm nào đó trong suốt cuộc đời của mình. Thực ra đây là một điều tốt, khi cảm giác tự ti có thể trở thành động lực để khiến chúng ta cố gắng trở nên xuất chúng và để đạt được mục tiêu của chính mình. Nói đơn giản hơn thì nó là một lực đẩy hoặc là một động lực dẫn dắt ta đằng sau nhu cầu được trở nên xuất chúng. Đôi khi người ta lại không thể xử lý được những tiêu chuẩn thay đổi liên tục trong từng phút một ở thời đại mới, và cuối cùng họ rơi vào hai trạng thái: phức cảm tự ti, thiếu lòng tự trọng, và phức cảm thượng đẳng, một cảm giác quá phóng đại về tầm quan trọng của bản thân. Nhà tâm lý học Christine Valentino nhận định rằng những người bị ngược đãi khi còn nhỏ thường mang tâm lý tổn thương và cảm giác tự ti nặng nề. Sự thờ ơ, lãnh cảm hoặc là chê bai thường xuyên của gia đình khiến cho họ cảm thấy thua kém. Do đó, họ thường tìm cách khỏa lấp cảm giác này thông qua việc thể hiện, phô trương những thành tích, tài năng và luôn cho rằng mình giỏi giang hơn người khác. Ngoài ra, phức cảm thượng đẳng còn đến từ những kỳ vọng áp đặt của bản thân, gia đình và cộng đồng. Rất nhiều người trở nên thiếu tự tin khi chứng kiến sự thành công của bạn bè và người thân. Trạng thái này trở nên rõ ràng hơn khi mà truyền thông đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Những người mang phức cảm thượng đẳng thường nhầm tưởng điều họ muốn hướng đến với khả năng của mình. Phức cảm thượng đẳng có thể trở thành rối loạn nhân cách phức cảm thượng đẳng, rối loạn ái kỷ hoặc thậm chí là bệnh hoang tưởng. Hình ảnh này đã chứng minh cho quý khán giả thấy rằng căn bệnh hoang tưởng của nhiều người xô vanh chủ nghĩa nặng như thế nào. Sự cuồng loạn đã khiến cho họ mất hết lý trí, kết hợp với cả sự cực đoan quá mức khiến cơn bộc phát này ngày một nghiêm trọng hơn. Cái chữ United States rõ thì kia mà cũng quay thành China được luôn thì tôi cũng xin thua. Bây giờ đây, ta đã giải quyết xong Tifosi và đã nói về phim Barbie rồi. Giờ đến việc giải quyết những người xô vanh chủ nghĩa lên án nhóm nhạc Blackpink. Để làm rõ, tôi không phải là người hâm mộ của bất kỳ nhóm nhạc thần tượng nào cả. Trước tiên, IME, đơn vị tổ chức buổi diễn của nhóm nhạc, là một công ty của Trung Quốc. Bây giờ những người xô vanh đòi một công ty của Trung Quốc không ủng hộ đường lưỡi bò thì có vô lý không? Tưởng tượng xem, phía Trung Quốc cũng yêu cầu các công ty Việt Nam và kinh doanh của Trung Quốc buộc phải ủng hộ đường lưỡi bò thì họ định làm gì? Lên án cả công ty đó hay là đóng cửa, bế quan tỏa càng, tự nhốt mình chơi một mình? Tôi đoán là họ sẽ chọn phương án thứ nhất, vì tôi nghĩ rằng những người này không ngu ngốc đến độ họ muốn ăn bo bo như là thời cao cấp. Như thế, bằng việc chọn phương án này, những người xô vanh chủ nghĩa chứng tỏ rằng bản thân toàn là một lũ đạo đức giả và tiêu chuẩn kép. Trên thực tế, việc này đã từng xảy ra, nhưng không phải là trường hợp một công ty, mà là trường hợp một ca sĩ Việt tên là Quy đã xóa bỏ những bài viết chỉ trích chiến dịch xâm lăng Biển Đông của Trung Quốc trên trang cá nhân, rồi bị chỉ trích dữ dội. Nói theo luận điệu của những người xô vanh chủ nghĩa này ấy, thì cứ đuổi hết Samsung, Uniqlo, Mitsui, Apple, Adidas, Gucci, Mercedes, Louis Vuitton và một đống các tập đoàn khác ra khỏi Việt Nam vì họ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo. Nhưng khoan đã, dừng khoảng chừng là 2 giây thôi các bạn. Samsung đóng góp 65 tỷ đô vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022, chiếm tầm 8,9%. Apple tuy không trực tiếp có nhà máy, nhưng chuỗi cung ứng của Apple hiện đang đóng góp nhiều việc làm và tăng trưởng kinh tế tại một số tỉnh. Hoạt động kinh doanh của Uniqlo hay là Adidas cũng tạo ra việc làm cho các đối tác nhà máy may mặc. Các công ty đa quốc gia khác cũng đang trực tiếp hoặc là gián tiếp đóng góp vào nền kinh tế của Việt Nam. Thị trường hơn tỷ dân đang phát triển mạnh của một nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới so với thị trường gần 100 triệu dân của một quốc gia đang phát triển, đứng dưới góc độ của một chiến lược gia kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia. Quý vị sẽ chọn ưu ái cái thị trường nào? Đối với Việt Nam, chẳng lẽ chúng ta lại chơi cái trò tự đóng cửa chơi một mình? Hãy nhớ lại thời bao cấp tồi tệ như thế nào. Thứ hai là hãy xem trường hợp của Thái Lan. Tổng cục du lịch Thái Lan tài trợ concert Blackpink để thu hút hơn 66.000 người tham dự, giúp nước này trở thành điểm đến âm nhạc của khu vực. Tham dự concert không chỉ có người hâm mộ nội địa, nhiều người ở Lào, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines cũng đua nhau kéo về xứ chùa vàng, vừa được gặp mặt thần tượng mà vừa được du lịch.
Tổng cục Du lịch Thái Lan đánh giá concert Blackpink giúp kéo về một lượng khách du lịch chất lượng cao từ các thị trường ngắn hạn trong khu vực và tạo niềm tin cho người nước ngoài thưởng ngoạn quốc gia này. Bây giờ hãy nhìn xem cách Việt Nam đón nhận sự kiện này. VTV, Đài Truyền hình Quốc gia, lên phóng sự về tác hại của việc đu idol và cộng đồng mạng, đặc biệt là những cái người xô vanh chủ nghĩa, lên bài yêu nước để phản đối IME. Họ đấu tranh chủ quyền theo kiểu đó thì chẳng khác nào tự bắn vào đầu mình cả. Ready Place là một dự án và kiêm luôn vai trò thí nghiệm xã hội, được tổ chức lần đầu tiên trên trang mạng xã hội Reddit vào ngày cá tháng 4 năm 2017, được tổ chức lần nữa vào 5 năm sau, tức là ngày cá tháng 4 năm 2022, và tiếp tục diễn ra vào năm nay, 2023. Ready Place xoay quanh một bức tranh trống trực tuyến được đặt tại một subreddit có tên là Our Place, mà người dùng đã đăng ký có thể được chỉnh sửa bằng cách thay đổi màu của một điểm ảnh, pixel bằng bảng màu. Sau khi đặt mỗi điểm ảnh, một bộ đếm thời gian sẽ ngăn người dùng đặt bất cứ điểm ảnh nào trong khoảng thời gian 5 phút. Mục đích của dự án này là kiểm tra xem văn hóa Internet đại chúng là như thế nào. Và với mục đích này, ta có thể thấy rõ cộng đồng mạng Việt Nam đã thất bại hoàn toàn. Quả nhiên, cộng đồng mạng Việt Nam cũng xứng đáng với cả vị trí top 5 quốc gia kém văn minh nhất trên Internet. Mọi việc bắt đầu khi Độ Misi, một streamer game và YouTuber, tham gia Ready Place và kêu gọi cộng đồng vẽ một bức tranh đại diện cho Việt Nam. Ban đầu mọi chuyện có vẻ rất là bình thường, cho tới khi báo chí vào cuộc và đăng bài Việt Nam chiếm không gian nhiều thuộc hàng bậc nhất trên Ready Place nhằm lan tỏa cái sự ngạo nghễ trên khắp các trang mạng xã hội. Gần như ngay lập tức, những người xô vanh chủ nghĩa lũ lượt tràn vào Reddit để chiếm không gian tranh của các cộng đồng khác. Như có thể thấy ở trong ảnh, họ không biết được rằng hành động của mình là rất vô văn hóa. Và cộng đồng Reddit nước ngoài, cùng với một số cộng đồng Reddit có lương tri trong nước đã phát hiện, tố cáo mạnh mẽ việc này. Sau đó để chữa cháy cho hành động này, họ xin lỗi bằng cách spam cùng một văn mẫu. Như vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, thả họ lên chat GPT hay là Bing chat để cho AI viết văn xin lỗi thì còn chân thành hơn. Hành động lấn tranh của người khác là vô văn hóa đã đành. Ít nhất thì nếu như mà những cái người xô vanh chủ nghĩa vẽ đẹp cái gì đó thì cũng tạm chấp nhận được đi, vì không gian trong Our Place là có hạn. Do đó ắt sẽ có trường hợp lấn tranh. Tuy nhiên, họ lấn tranh của người khác mà vẽ toàn một cái màu đỏ vô hồn. Họ phá tranh rồng Osiris mà tôi đánh giá là rất đẹp bằng những chấm đỏ chẳng ra cái thể thống gì cả. Tất cả chỉ là để thỏa mãn sự ngạo nghễ với tuyên bố Việt Nam chiếm không gian nhiều thuộc hàng bậc nhất ở trên Reddit Place, xuất phát từ phía báo chí lá cải. Một vấn đề khác nữa, đó là trong khi cộng đồng Reddit nước ngoài khác vẽ tranh để ca ngợi văn hóa phẩm của họ như là danh lam thắng cảnh, ẩm thực, nhân vật hoạt hình, thì những người xô vanh lại vẽ cái gì thế kia? Họ đang vẽ tranh tuyên truyền. Mà tôi nói thật, đứng dưới góc độ của một người nước ngoài, chẳng ai quan tâm đến cái vấn đề tuyên truyền này cả, mà trái lại họ lại cực kỳ ghét. Tôi đã hỏi một vài người bạn nước ngoài của tôi hiện sống ở Úc, họ cho thấy cái sự không hài lòng với cộng đồng mạng Việt Nam khi mà tôi thuật lại sự việc. Tuyên truyền thực sự không phải là một hình thức nghệ thuật. Theo mỹ học của Hegel, cái đẹp của nghệ thuật là cái đẹp có chủ ý, tức là có ý nghĩa. Đây là cái đẹp được xử lý bằng quan hệ tinh thần và được sắp xếp có chủ ý của nghệ sĩ. Lý tưởng của cái đẹp trong nghệ thuật là sự kết hợp cân đối giữa cái chung và cái riêng. Đối với Hegel, cái đẹp của nghệ thuật cần phải có sự phát triển biện chứng giữa nội dung và hình thức, giữa cá tính và hoàn cảnh. Lý tưởng và tinh thần chính của bản chất là cái đẹp nghệ thuật và tính tất yếu của lý tưởng với tính cách cái đẹp trong nghệ thuật. Hay nói một cách khác hơn, sự hiện diện của cái đẹp trong nghệ thuật là sự biểu hiện tính tất yếu của một lý tưởng. Nghệ thuật cần phải thể hiện tính cách lý tưởng, trong đó tính cách làm điểm tập trung thực sự của biểu diễn nghệ thuật có tính chất lý tưởng. Ba đặc trưng lớn của tính cách làm thành điểm tập trung thực sự của một biểu hiện nghệ thuật có tính chất lý tưởng là tính phong phú, tính rõ ràng và tính kiên định. Việc sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi sự tự do và tự nguyện, chứ không thể sáng tác một cách cưỡng ép theo chỉ tiêu. Đó là sự xúc phạm nghệ thuật, và xa hơn, đó là xúc phạm mỹ học. Arthur Schopenhauer là một trong những vị triết gia có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với cả sự phát triển của lịch sử triết học thế giới, đã có một nhận định thật chí lý thay: niềm tự hào rẻ mạt nhất là niềm tự hào dân tộc, bởi vì qua đó ta có thể nhận ra những kẻ mắc phải chứng tật này đều bị thiếu thốn các tính cách cá nhân đáng tự hào. Bởi nếu có đức tính này thì họ đã có thể tự hào về chính mình, chứ không phải cố bám víu vào đặc tính là điểm chung giữa họ và hàng triệu người khác. Trái lại thì những ai sở hữu các ưu điểm cá nhân nổi bật hầu như sẽ chỉ nhìn ra những cái sai trái của dân tộc họ một cách rất rõ ràng, bởi vì họ không bao giờ rời mắt khỏi những sai trái đó. Nhưng tất cả những thằng ngu hèn đáng thương, những kẻ mà chẳng có gì trên đời này để mà tự hào, họ sẽ phải dùng đến biện pháp cuối cùng, đó là tự hào về cái dân tộc mà họ đang ngẫu nhiên thuộc vào đó. Và đó là những quan điểm và diễn giải của tác giả Tuấn Trần ST22 về những vụ việc lùm xùm và nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Việt Nam trong tháng 7. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về những sự kiện này và phân tích của tác giả?
hãy cùng để lại luôn ý kiến ở trong phần bình luận của chúng mình nhé. Và nếu bạn thích video này, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Spy Room và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thú vị trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!